Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến một trận đấu của Thành Rồng Đen với Thành Jungkook. Người ta đã trả đến 2009 rồi. Hai thành này thật ra thì mình tương quan thì không biết thành nào mạnh hơn. Một thành thì có cái portal summoning, nếu mà có rồng thì cũng rất là kinh. Thành xương thì vẫn cứ nhỉnh hơn một chút với lót hát hát lick. Ok, bây giờ thì họ sẽ chọn thành trước và lấy turn hoặc nhìn xương rồi, thế thì mình dùng đen rồi lây. Ok. Thành dòng đen này thì tầm phải lên được con dòng đen thì mới thấy nó có giá trị, chứ còn nếu mà không lên được dòng đen thì hơi khó. Tùy theo bài đầu tiên, nếu mà tuần đầu tiên mình lên mình thấy một hai cái mỏ rồng thì mình sẽ đẩy theo hướng dòng đen, còn không thì bóc mít vẫn là cái nơi nguồn quân nhiều nhất nếu mà ra sớm. Gì vậy trời, đi đứng kiểu gì vậy, má phải đi đứng khó quá nhỉ. 1 2 3 4 cái mày có giếng trên này, ok thì cũng được, có giếng trên kia cũng được. Ăn gần hết rồi thì có giếng xong rồi hồi thành vào đây luôn cũng được. Đang định kêu xấu. 1 1 1 ok, đang định kêu xấu nhưng may có cái giếng ở gần cuối đường kia ra, mình không muốn công chạy vòng về sẽ mất một ngày nữa. Hơi ít xem mà đây dòng đen này. Vậy là chúng ta như thế một mỏ dòng đen rồi, vấn đề còn lại là tìm cách ăn nó sớm nhất có thể. Thì dòng đen này cứ phải ăn mỏ dòng đen sớm thì mới có lợi. Ôi cho cái đấy thì sao chơi. Này thì ăn cái này thì được có một, có 3 tờ giấy sớm thế, nhưng vấn đề là búp cờ nô lách thì hơi hơi khó chịu, mình cứ chạy thẳng ra thôi. Xem lại xem mà. Đấy, cảm giác ăn đây xuống đây ăn đây à? Ăn đây vòng lên đây thì quá nhỏ rồi. Cảm giác di chuyển thế này khó nhỉ? Cảm giác nó sẽ tốn nhiều ngày ấy. Cái hôm trước thì cũng tạm tạm, cái vừa trước cái này cũng tạm tạm, nhưng mà ăn nó di chuyển chính xác nhiều quá. Cảm giác di chuyển chính xác nhiều quá ấy. Trông ngắn thế nhưng mà khá tốn nhiều ngày. Nhớ từ đây ăn con này. Được rồi, biết thế đã. Giếng đây mình có thể ăn cái này xong mình đi luôn nhỉ. Rồi ok. Thì đo xuống nước nữa phải hơn không? Hiện mất 100 đây. Đo xuống thấp hơn nữa. Mình nghĩ nó phải ở ngoài này.
Mình nhị nhầm, tưởng nó phải ở ngoài, không nghĩ là ngay đây. Có nên xây trước không nhỉ? Cứ xây trước đi. Để phòng có mỏ là đỡ với đấy. Lằng nhằng nhằng lại mất tiền. Xây linh tinh lại mất tiền. Cứ xây trước đi. Thương. Thương. Đây rồi. 300. Không ăn kịp ăn cục tiền này không? 360 ăn cục tiền lên. Rồi. Ồ, vẫn mất. Quái. Thế vẫn mất nhỉ? Nào. Nào. Rồi. Ngày thứ 6 rồi. Đánh con rồng rồi đã. Bách con này và lót con này. Ok. Ok. Rồi, bây giờ nó bực này. Ồ, xấu thế. Xấu thế. Bây giờ xấu này không có chỗ nào đây. Vẫn dính à?
vấn đề là chưa có cám, chưa có cám tiền. Cám thì ở đây rồi. Sáu đây. Rồi đây là 200. Hot. Đánh cái này không là vấn đề. Cái tiền đã. Cô vẫn mất à? Chạy tiền đánh. Chắc lại là phiên đánh. Ok, ngủ. Bây giờ thì mình sẽ phải xem nào. 1, 2. Đánh cái này. Vịt. Khó nhờ, vịt này khó đấy. Ai da. Một đây. Chuyện xấu thế. Ôi thôi hỏng ơi. Hỏng ơi. Cái mô đàn của đấy mất. Rồi, ok. Rồi, thế được rồi. Lót con này quẩy luôn, đấy khiên. Ok ạ. Trời ơi, mất con rồng rồi. Thiếu tiền. Quên đi con rồng mỏ. Quên đấy, vội quá. Vội quá lấy con rồng mỏ. Thiếu một lực về nhà thành cay thế. Lấy con rồng trước phải hơn không? Rồi ngày mai sẽ vào làm vô tích cũng được. Nó mất con rồng không kịp đổi luôn ạ, nhanh quá. À. Nhanh quá, trận đánh rồi mất thời gian quá.
Đến lúc đó em 1-1 phải nhấn quick combat nhanh hơn. Từ đây, con này đứng đây, đứng đây. Sao lại vẫn còn con nhỉ? Phi lên à? Thiếu xuân nữa kìa. Mất con dòng phí quá. Con này vẫn tới à? Cay nhỉ? Con này nó vẫn tới. Nhanh quá, chóng tốc độ hơi chóng mặt. Họ để có 1 phút ra thành ra là hơi lâu. Thank you.
Sao trận này lên toàn power nhỉ? Thiếu cám à? Mỏ cám đây, tí phải xúc cái mỏ cám đây. Chứ đừng về xúc cái mỏ cám đây. Bóc biếc Medusa với này chắc phải có khi vẫn lấy Archery là ngon. Nhà toàn quân bắn thôi. Thành dưỡng mít thì chưa có info. Khả năng này Titan hoặc cái mỏ này. À đây Titan đây rồi thì không phải. Thần A đây đây đây. Thần Thành Devin. Thành Devin rồi. Đây Thành Devin rồi. Cám nồi xây rồng nên tốn phết đấy. Cám giờ cám thì mai tạm thời đổi ra đã, xây con pilak và pai được được Medusa. Đấy là căng phết. Ôi, thế đen thế. Đen gì đen thế. Đen gì mà đen thế. Lấy mua con này đã không phải quên. Có đất có gió có scouting rồi, logistics có đẹp bài. Con này kiếm này, có kiếm là ngon rồi. Có lẽ mình sẽ vẫn phải ăn cái gì đấy, sắc ấy. What? Sắc áo lại đen xì ấy. Là sao? À. Chết rồi, quên tách rồng ra rồi. Giỏ thế. Giỏ thế, quên tách rồng ra. Vẫn phải nào.
rồng lại vất vả hết. À, đây, đây. Thành con rồng ấy lúc đầu cũng vất vả hết đấy. Archery rồi. Thôi lấy Archery để cho Mi xa là bắn cho khỏe. Mai còn ra. Chuẩn bị xây dần lên thôi. Mai giờ đi dòng ngoài nữa là ok rồi. Chăm đánh để cho cộng lên được. Mỗi lần cộng có 30 giây à? Hay 15 giây? Để combat thì như có 10 hay 15 giây. Nhà Mai đang cứng lỗi kìa. Đánh đây. Đánh cái này. Xong rồi đánh cái này. Đấy cái này. Anh có lấy kìa. Đánh đây. Đánh đây. Đánh đây. Ăn đây, phá ăn đây à. Đánh đây này. Xong xuống phá xuống đây, đánh xuống đây không không kịp được. Từ đây xuống đây không thể kịp. Phá từ đây. Đó xuống đây. Đánh con này xong rồi phá xuống đây. Đó xuống đây. À, ít mỏ giống nhỉ. Có hai mỏ. Chắc ở dưới kia hết rồi. Nó tuần 3 rồi. Bỏ này lại. À em mình đánh rồi à? Đây là 75. À quên, xây Medusa lên. À thiếu đá à, thiếu gỗ. Thiếu gỗ đúng hơn. Đánh kiểu nhanh quá. Mình... tốc độ này hơi nhanh. Nó rồng đi rồi, mai đánh bóc này. Xem bằng bao nhiêu mana. Phải sang đây. Đo xuống đây, phải sang đây. Vào về đây, được. Bỏ qua cái này đi. Nếu mà đo lấy cái này thì mình sẽ không kịp. Từ đây à, xuống phải anh đây, phải anh đây, phải anh đây. Kiếm cũng dở. Đo ra đây này. À fly ra đây này. Không kịp được. Thế đây đã mất 600 rồi. Chúng ta còn 1.600 thôi. 1.000 thôi. Đo xuống đây mất 200 rồi. 200 đánh đây mất 300. Xong rồi fly ra đây mất khoảng 500 nữa. Ăn cái 600. 600, 600, 1.200 rồi. Chúng ta còn 400 thì không đủ được. Khả năng không kịp lấy thành này cơ. Rồi lấy thành lấy cái mỏ rồng nữa. Có gì chúng ta sẽ phải thành. Này cứ quẩy đi nhỉ. Cứ quẩy đi nhỉ. Cứ quẩy đằng nào thì chúng ta còn nhiều mana. Để thành đến sau. Đầu tiên là thế thì bây giờ nhà ăn cái này à. Ăn lên cái này đã. Ăn bóc luôn. Ăn bóc luôn đánh đây. Đánh đây xong file xuống đây. File xuống đây. Đánh cái này. Về đây. Nói chung cũng mất mấy ngày. Thương này. 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 Thương này khả năng đánh được này. Nó Titan áp bạn đánh được này. À chứ áp bạn đánh được này. Titan áp speed 7.
đánh cái đấy để lấy thời gian. Mai fly sang đây ăn cái này nữa xem nào. Mana còn đủ, fly ra đây ăn cái này, xong đánh cái này, đo xuống ăn cái này, xong đo xuống đây ăn cái thành, à đâu, thành củ cám hay nhỉ, đo xuống đây chứ, xong fly xuống đây ăn củ cám, xuống đây bèn của vừa lấy cám, tuần này chúng ta lại tiếp tục lấy rồng nữa. Thế là ngày kia chúng ta đánh ra mít được rồi, up con Medusa lên nữa, ngày mai xây Medusa rồi, đây xây Medusa, mà ngày kia chúng ta về quân là đánh ra mít. Thời gian này đánh dưới mà vẫn gấp nhỉ, gấp thật. Đây này vẫn hơi nhanh, còn để có một phút này thì hơi nhanh thật. Sợ cũng còn dư nhiều thời gian này kia không biết. Thật ra tại mình đánh con rồng đầu tiên nó mất thời gian quá. Xem mà mai lên đây này, đo xuống đây này, đo ăn đây này, fly vào đây này. Này đánh con này xong ngủ đây này, mai bắt đầu ăn cái bóc này, cái nô lách này. Đấy. Xong rồi đánh cái này, lấy tiền xong lấy mỏ rồng về thành. Cái thành dưới kia. Xong rồi dồn quân sang đánh cái con pit này luôn hoặc con titan này cũng được. Nhưng bên này thì không thấy có đường cái thì đây, đường cái đây, thành tại thành đây rồi. Không có đường cái chúng ta di chuyển được ngày hơi lâu, chúng ta sẽ về thành ngày đi, đánh theo đường ngày còn hơn. Hot pit này. Thương pit à? Ồ, thương pit à, thương pit thì cần phải suy xét lại. Thương pit thì cũng cần phải suy xét, nhưng mà trận này chắc đã đánh được rồi. 10 dòng với cái đống chim này thì chắc là ổn. Chim này chắc ổn. Rồi rồi. Thành thế thôi. Chủ yếu bây giờ lấy tham đã. Áp con này lên là được. Tuần này chúng ta sẽ đẩy dòng mới chắc không kịp đẩy tuần này. Phải còn phải xem mắc cuối level 2. 1, 2, 3, 4, mất 4 ngày xây à. Hôm nay mình muốn rồi. Hay để dòng trước rồi đắp Medusa sau nhỉ. Để dòng vẫn kịp. Nếu mà bây giờ xây 1, 2, 3, 4 nhưng mà chỉ sợ không kịp cám thôi. Cám nhiều lắm, 20 cám trong thế thôi. Nhưng mà để được 20 cám này mà chỉ. Nếu mà đánh cái tuần này chúng ta sẽ không ra được mít thôi. Bỏ đi, tuần sau nữa xây dòng xong. Quá chậm, bây giờ thành họ nhiều hơn mình chưa? Cũng chỉ số này chắc ra mít rồi. Có 10 dòng này đánh mít thì 140 gà thương kia thì thôi đánh con này đi. Titan này dạng dễ chơi hơn con kia. Dễ chơi hơn tít. Về đây lấy mana. À về đây ngủ lấy thành đã, xong rồi về nhìn thành dưới này lấy mana. Lấy double mana lên. Đó, double mana. Mai phải xây cái này. À không kịp rồi. Thầy không có. Vẫn phải về thành này. Thầy lấy quân rồi thì không còn nữa.
cái hơn à, đo 2 lần. Chúng ta mới trận đầu đánh vất vả quá, giờ chưa ra mít. Để chơi gián thấp ra chắc chắc họ phải trình khá cao vì họ đánh xong thời gian họ còn dư giả kia mà. First scan để win cầu gió ngay đây rồi, bây giờ việc của mình chỉ là tìm sách gió thôi. Bên họ nhiều đồ ngon thế, bên họ có cảm giác nhiều đồ ngon thế, thành Devin mình chưa xây được này. Chấp nhận thôi, chơi. Nó sẽ có con này. À, con này phải up à? Ôi, thằng này có con chữ up này. Ok, phải up luôn. Để dồn nó vào một slot đánh cho dễ. Từ đây sang à. Ok, xương. Hai 95 không đủ lấy thành à? Ôi rồi ôi, đánh còn khỏe thế á, lấy lửa đi. Thế mà chỉ mất có tí thôi nhỉ? Lót Trump. Chẳng lẽ quân đạo quân này Quick Combat đánh mạnh thế á? Mình không nghĩ là Quick Combat mạnh thế đấy. Chắc là lót kia ít có 30 con à? 31 con, ủa chừng 31 con. Lót tưởng nó phải nhiều lắm cơ, 31 con thì phải đánh luôn từ đầu tuần. 31 con 10 dòng mà đánh được. Mình tưởng nó phải nhiều lắm, bốn mấy con, 50 con. Bởi lót nó sẽ khá là dao động, như bình thường mình đánh cái con mít này thì chắc con này phải tầm bốn mấy con. Hay là hot này, không nghĩ là ít thế, 30 con đánh được luôn. Tự nhiên này, tầm này mới ra mít. Bây giờ tầm này đánh đây, xong rồi và anh đây đánh con này, ông đo anh đây đánh cái khiên, cái mỏ đấy Vin. Có cần lấy mỏ đấy Vin nhỉ? Thôi đánh với bóc đi Vin thôi, còn mỏ đấy Vin cũng lấy để cho rồng nó nhiều, tập trung vào một quân. Rồng nếu mà mình up lên được, lấy bộ tài nguyên up lên được thì rất là khỏe. Cơ bản là mình hay đánh quân level thấp nhiều. Trong đội hình mình có lót rồng, à bách rồng rồi mà. Gọi là bách rồng nhưng mà gọi 10 con. Ừ, đề phòng thôi. Nếu ví dụ quân họ mạnh mình có thể dùng basic, nhưng mấy trận trước không có basic đánh hơi tù. À, trận này nếu mà có basic thì chúng ta chỉ tập trung đánh con ngựa ma thôi.
À lại quên không xây rồi. À nhưng mà có gỗ mà xây. Thiên thiên thần này. Mai sang fly sang đây, ăn quyền ăn cái xích lắc thành đo đây. Xem tươi có đo thẳng lên không. Không đo thẳng lên được, mà đo đây cũng được. Đo đây cũng được, xong lên. Đưa đội cứ không chạy sang đây. Cầu gió này, mai bỏ cái xét thẳng này bây giờ cũng đang dùng, chưa có xích dây xét thẳng lại đánh trận khó được. Mai về thành này lấy thêm rồng, lấy thêm rồng này và lấy đắp, quan trọng nhất là lấy đắp bù mana và bay di chuyển cho xa. Chúng ta sẽ phi thành mít luôn đúng không nhỉ? Mình đang nhiều thành nên họ phi luôn thành mít để chiếc thành chủ động nhỉ. Lấy kiếm thiên thần xong rồi đo đây, đo đây lấy cái kiếm thiên thần này xong đo thẳng lên đây, lấy thành mít trước xong quay lại đánh cái đầu sau. Và khi mình lấy được thành giữa mít thì nó có một cái áp lực lên tướng địch ấy, khiến cho họ không dám đi thẳng, không dám đi thẳng phải đi lòng vòng để kiếm đồ, sẽ câu được nhiều thời gian hơn để mình. À, hôm nay thứ bảy à? Ôi nhầm rồi, hôm nay mai thứ bảy, hôm nay thứ bảy. Gió luôn đây này, hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý không? Ăn hai mạc ăn đây, đo đây xong đo ngược bên đây. Rồi cái này power xong chạy thẳng luôn. À sách lửa đấy. Ui, sao mình không nhìn thấy nhỉ? Thôi tiện quay lại sau. Đằng nào chả lên đây lấy cái này mình up quân lên. Up quân lên thì đỡ phải. Còn Taven chưa kịp xây ấy. À bây giờ tầm này nhìn thấy rồi, những quân chủ lực mới có nhìn thấy cả lực lượng quân là được rồi. Ổn rồi. Có sách gió nữa thì thôi ngon. Cầu kháng dispel nhưng chưa dùng đến. Phải ăn đây ăn cả Poskin thì đỉnh. Có cả những đồ quan trọng đây, trận này thì cầu lửa này để dùng Fireball. Thật ra Fireball thì không cần dùng, dùng Metal Sword cũng được rồi. Sách lửa chỉ có một là Frenzy trong những hợp cần thiết. Hai là Frenzy thì basic. Frenzy áp được dòng lên thì có giá trị, ngày mai có thể sẽ bắt đầu xây dần nữa. Vampire. À quên, là đánh nhà Cyclops. Mai thấy nhà Cyclops phải đánh ngay. Tuần này phải cố gắng xây dòng. 1 này, 2, 3, 4. Đá ít, gỗ đá cũng khá ít. Đánh nhà tài nguyên để đổi lấy. Nhỏ Cyclops này, nhưng mà tiện đường thì đánh. Không thôi. Từ đây sang đây có cần phải đo không nhỉ? Đo được. Fly thì đỡ được đoạn này cũng không mất nhiều. Xem nào. Ngày nào đằng nào cũng phải dùng lệnh fly. Thật ra thì đo hơn, xong đo về đây chạy đường này thì chúng ta không cần phải fly lắm. Vậy đường này thì nó đỡ tốn hơn. Bao nhiêu? 500, ok thì cũng được. 500 đo 200 được.
chúng ta phải vào này để lấy mình vừa lấy được cái gì cái này à? Xách lửa đây à, cần thành lửa bít luôn, tỉa quẹ lấy luôn, nhanh lấy đây xong đánh nhà rồng, đánh được khoảng 15 con ngựa ma không? 15 con ngựa ma. À đây rồi, họ đánh mình rồi. Ừ, thần đèn. Ma đâu? Ui chà. Ui chà. Còn cái đám này em sao đi được? Còn cái đám này em sao đi được? Này thì úp mình này, xách đất xách biếc úp mình này. Bất ngờ chưa gì gì. Ôi người danh cao đấy. Bất ngờ chưa. Chết tôi. Ok. Mình đang tính là rớt họ luôn này, không lên ngựa ma. Nhưng mà thành họ lại không có ngựa ma. Hatlick không có ngựa lại cầm độc vampire thứ người này như là không hiểu cách chơi Hatlick. Mình đoán như vậy. Nhưng mà sao danh họ cao ấy nhỉ? Thôi coi trận này chúng ta sẽ kết thúc đây nha các bạn nhé.